Bộ phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa phần 2 với sự tham gia của nam thần địa trung hải Jason Statham và Ngô Kinh trong Chiến Lang đã chính thức ra rạp. So với phần 1, phần 2 có nhiều cảnh hành động hơn, cá mập mạnh hơn, quái thú nhiều hơn, kỹ xảo đẹp hơn, gay gấn hơn. Nếu như bạn chưa xem phần 1 hoặc là đã xem nhưng đã quên cũng đừng lo, video này chúng ta hãy cùng xem lại nội dung của phần 1. Câu chuyện xảy ra tại ở vùng biển Đông Nam Á Thái Bình Dương. Tàu ngầm của Mỹ đã gặp sự cố ở rãnh Philippines. Ba đội viên phụ trách giải cứu, người dẫn đầu là nam chính tay lo của chúng ta. Trong quá trình giải cứu, tàu ngầm không ngừng bị va đập mạnh, xem ra trong vùng biển này có thứ gì đó. Thứ này không ngừng tông vào tàu ngầm khiến nó hư hại nghiêm trọng. Tình hình cấp bách, tay lo quyết định cho nổ cửa sập, bỏ lại 2 đội viên và 6 thuyền viên bị kẹt, đem theo 11 người đã được cứu ra nhanh chóng rút lui. Xong chuyện, tay lo khai báo lại toàn bộ tình hình. Bác sĩ Heller không tin lời tay lo nói, cho rằng anh ta ham sống sợ chết, trốn tránh trách nhiệm. Trong lúc tức giận, tay lo đã xin nghỉ việc, đến Thái Lan nghỉ dưỡng. 5 năm sau, tỷ phú Jack Morris đến tham quan trạm nghiên cứu dưới nước trị giá 1,3 tỷ USD mang tên Manor One do anh ta đầu tư. Trạm trưởng tên Mike, tiến sĩ nghiên cứu Trương Mẫn Uy và con gái Trương Tố Âm. Tiến sĩ Trương cho Morris xem thành quả nghiên cứu. Ba đội viên vào trong tàu lặn loại nhỏ mang tên Origin lặn xuống rãnh Mariana. Họ sẽ đi xuyên qua một lớp hydro sulfur dưới đáy biển để khám phá thế giới mới. Có thể nói lần đầu tiên có người dám làm điều này. Tàu Origin đi xuyên qua một lớp hydro sulfur dưới đáy biển, đến được thế giới mới dưới đáy biển sâu 11.000 mét. Đột nhiên tàu Origin bị va đập, mất kết nối. Nhân viên buồng lái Lori hét lên một câu "Zoner", nói đúng. Lori là vợ của Taylor, câu nói này đã chứng thực báo cáo 5 năm trước của Taylor. Do chỉ có mình Taylor từng cứu hộ dưới đáy biển, trạm trưởng Mike và tiến sĩ Trương đến Thái Lan mời Taylor xuống núi đi cứu tàu Origin. Giờ Taylor đang sống an nhàn tự tại, không hề muốn tham gia. Nhưng khi biết tin có đội viên bị mắc kẹt, vợ cũ cũng ở trong đó cân nhắc một hồi thì đồng ý, cũng coi như bù đắp lại tiếc nuối của 5 năm trước. Taylor đến trạm nghiên cứu MM, Tố Âm đã xuống biển trước. Bởi vì tàu Origin lại bị va đập lần nữa, khí oxy bị rò rỉ, e là không cầm cự được lâu nữa, Taylor tức tốc ngồi tàu ngầm xuống biển. Để tiết kiệm thời gian, Taylor ngắt hết các chương trình không cần thiết, toàn lực lên đường. Tàu ngầm của Tố Âm đã đến đáy biển, đi xuyên qua lớp hydro sulfur, tìm được tàu Origin. Đang chuẩn bị thả neo kéo tàu thì bị một con mực khổng lồ tấn công. Con mực dùng vòi cuốn chặt lấy tàu ngầm của Tố Âm. Nó dùng lực hết sức dường như muốn bóp nát tàu ngầm. Đột nhiên trước mắt có vết máu, con mực lập tức buông ra. Hóa ra là nó đến rồi. Nó là một con cá mập. Đây là thứ đã hai lần tấn công tàu ngầm, cũng là nhân vật chính của cả bộ phim Cá Mập Megalodon, một sinh vật hải dương khổng lồ đã tuyệt chủng hàng nghìn năm. Taylor chỉ huy Tố Âm tắt hệ thống, không được bật đèn, đồng thời anh ta sẽ bắn pháo tín hiệu dụ cá mập đến để cứu Tố Âm. Tàu ngầm của Tố Âm gặp hư hại, cô tháo nước ra như lời chỉ huy của Taylor, tàu tự động nổi lên, Tố Âm an toàn rút lui. Taylor nối với tàu Origin, mở cửa khoang cứu được vợ cũ Lori và DJ ra. Còn Toshi muốn câu giờ cho đội viên, chủ động ở lại, khóa cửa khoang, cùng rơi xuống biển sâu với tàu Origin. Taylor cứu được 3 người, bác sĩ Heller xin lỗi anh ta vì hiểu nhầm 5 năm trước. Mọi người bắt đầu nghiên cứu cá mập Megalodon, một câu nói tóm gọn, đây là chính là sát thủ đại dương. Có khi khủng long cũng không phải là đối thủ. Morris bắt đầu lo lắng có nên tiếp tục dự án thăm dò này không. Đột nhiên căn cứ rung chuyển, con mech đang đến. Nó cắn một con cá voi làm đôi, còn để lại một vết răng khổng lồ bên ngoài cửa sổ căn cứ. Về lý luận, cá mập Megalodon chỉ hoạt động ở đáy biển. Nhưng trong hoạt động cứu hộ dưới biển vừa rồi, cá mập hút vào tàu Origin đã va vào ống tản nhiệt. Nhiệt tỏa ra từ ống tản đã dọn đường qua lớp băng lạnh giá, có một lỗ hổng. Có lẽ con mech đã vượt ngục thành công trong thời gian ngắn này. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, con mech đã bắt đầu ra tay với những vùng biển gần đó. Nhóm tay lo lập tức xuất phát đi săn bắt cá nó. Muốn tiêu diệt cá mập, trước tiên phải định vị nó, cũng có nghĩa là gắn GPS. Di chuyển cả thuyền quá nguy hiểm, tay lo một mình lặn xuống nước bơi đến phạm vi bắn, giơ súng lên. Mũi tên có gắn GPS đã ghim vào vây nó. Cá mập trúng tên quay đầu lao về phía tay lo. Thuyền lập tức thu dây, tay lo may mắn thoát nạn. Có định vị rồi, bước thứ hai là hạ độc. Tay lo vẫn muốn đi lần nữa, Tố Âm nói để tôi. Tố Âm chui vào trong một cái lồng cá mập lặn xuống biển, chuẩn bị bắn thuốc độc vào cá mập ở cự ly gần. Đội viên trên thuyền thả thức ăn xuống để làm mồi dụ cá mập đến. Rất nhanh cá mập đã hiện thân, vừa đến đã ngoạm lấy cái lồng. Tố Âm ngắm chuẩn cơ hội bắn thuốc độc vào họng nó. Cá mập không hề có ý buông ra, nếu như nó nuốt cả cái lồng xuống, Tố Âm chỉ có nước đi gặp tổ tiên. Tay lo thấy vậy nhảy xuống nước cứu người. Mặt nạ dưỡng khí của Tố Âm bị nứt, khí oxy thoát ra ngoài khiến cô ta thiếu khí rơi vào hôn mê. Đồng thời trụ buộc trên tàu cũng bị kéo đổ, cá mập kéo theo Tố Âm và cái lồng bơi xuống đáy biển. Tay lo lập tức hiện thân cứu được Tố Âm trước khi bị cá mập kéo đi mất. Trong lúc ngoi lên, hai người suýt nữa bị cá mập ngoạm trúng, đây cũng chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng của nó. Thuốc độc của Tố Âm đã phát huy tác dụng, cá mập chết do trúng độc. Cả nhóm kéo con cá mập lên tàu chuẩn bị đem về lập công. Một thuyền viên nhảy xuống nước ăn mừng, kết quả. Xem ra không chỉ có một con cá mập Megalodon vượt ngục, con sau thể hình còn lớn hơn, sức chiến đấu mạnh hơn con trước. Tàu bị cắn tan thành, mọi người rơi xuống nước. Con cá mập lao đến ngoạm mất bác sĩ Heller và một thuyền viên khác. Nhóm Taylor được thuyền cứu hộ cứu, lên đường quay về Mamawan.
Trên đường đi, tiến sĩ Trường bị thương quá nặng qua đời. Cá mập vẫn đuổi theo sau. Quân chi viện của Maurice đến nơi, điên cuồng nã đạn mới đuổi được nó đi. Hơn nữa đã ghim được định vị lên người nó. Mọi người quay về căn cứ, Maurice nói rằng đã thông báo tin tức với các nước xung quanh. Phía Trung Quốc sẽ đến xử lý cá mập, vậy nên bắt đầu từ hôm nay Ma Mao An tạm thời dừng hoạt động. Thực chất, Maurice có kế hoạch khác. Anh ta không hề liên lạc với nước nào cả bởi vì dự án của anh ta có cá mập. Nếu cá mập mà gây họa lớn, khả năng cao anh ta sẽ bị kiện. Vậy nên anh ta đã dụ những người khác đi, âm thầm đi săn cá mập để diệt trừ hậu họa cho mình. Maurice ở trên thuyền chỉ huy từ xa, thuộc hạ của anh ta ở trên trực thăng ném bom. Sau khi ném liên tục 7-8 quả bom, thấy một thi thể khổng lồ nổi lên. Phi công nói nhiệm vụ đã hoàn thành, Maurice đến kiểm tra, đúng là chết thật rồi nè. Maurice không cẩn thận rơi xuống nước, biến thành bữa đêm cho cá mập. Nhóm tay lo biết tin quyết định hoàn thành chuyện còn dang dở của Maurice. Không nhờ bên ngoài, đích thân đi săn cá mập. Lúc này cá mập đã đến khu vực Vịnh Tam Á của Trung Quốc, vô số khách du lịch đang tắm biển ở đây. Cá mập điên cuồng xông vào nhóm người thế mà lại không ăn ai. Khi nó đang chuẩn bị khai vị thì nhóm tay lo đến. Tố âm bật âm thanh cá mập dụ nó đến nơi không người, tránh khách du lịch thiệt mạng. Tay lo và tố âm mỗi người lái một tàu lặn xuống nước chuẩn bị bắn nổ cá mập. Tay lo xông lên trước dụ cá mập để tố âm có cơ hội ra tay. Tố âm ngắm chuẩn cơ hội, bắn một tên lửa trúng mục tiêu. Không ngờ cá mập mình đồng ra sắt, phòng ngự rất giỏi. Lần thứ hai, tố âm phụ trách dụ cá mập, tay lo bắn thêm một quả nữa nhưng mà hết đạn. Cá mập quay đầu lao về tay lo. Ba chiếc trực thăng bay đến mục đích là bú phêm, thu hút sự chú ý. Kết quả do sơ suất, hai chiếc máy bay lao vào nhau, một chiếc rơi xuống biển, một chiếc lao vào tàu của Mách. Tàu bị hỏng, mọi người nhảy xuống nước, tố âm đến giải cứu, tay lo một mình đối đầu với cá mập. Chỉ thấy tay lo lao hết tốc độ rồi quay đầu đột ngột dùng cánh tàu lặn rạch cho cá mập một đường dọc bụng. Cá mập phản công, ngoạm cả tay lo và tàu lặn vào miệng. Tàu ngầm bị thủng, con cá mập vẫn ngoạm chặt không buông, tay lo đành phải đập vỡ kính đeo bình dưỡng khí và thoát ra khỏi tàu lặn. Móc dao găm ra, đâm một nhát thật sâu vào mắt nó. Cá mập bị đâm xuyên não, mất ý thức. Đồng thời vô số con cá mập lần theo mùi máu đến ăn tiệc. Cá mập bị tiêu diệt, mọi chuyện đã giải quyết xong. Mọi người lên tàu đi nghỉ dưỡng, tay lo và tố âm chuẩn bị bắt đầu một cuộc tình xuyên quốc gia. Vừa rồi là toàn bộ nội dung The Mac 1. Tóm gọn lại là Maurice đã đầu tư một dự án nghiên cứu đáy biển. Thuyền viên vô tình đi vào vùng cấm, làm sai thao tác khiến cá mập vượt ngục. Đoàn đội do tay lo dẫn đầu đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cả hai con cá mập sát thủ, trả lại bình yên cho vùng biển. Tập hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.